Chào ngày mới tất cả mọi người. Sáng nay mình đã mang cheese stick ra để chiên cho anh em xói trích ăn. Hai anh em chỉ thích bẻ kéo ra nhìn thấy phô mai kiểu nó thành cái sợi, thế là thích thôi. Còn ăn thì em thích ăn cái vỏ. Em thích thì ăn cái vỏ giòn giòn ấy. Ba xói trích ăn hết. Ba em thích ăn cheese stick mà. Hồi về Việt Nam ấy chỉ có đi Lotteria để mua cheese stick về cho ba xói trích ăn thôi. Bây giờ cả nhà sẽ đi Costco, đưa ông nội đi Costco. Ông nội xói trích chưa đi cái Costco mới lần nào cả. Anh em xói trích chắc là lên xe rồi. Mẹ em phải mang cái túi bỉm này của em trích đi. Ba lô của anh xói dùng để đựng bỉm, giấy ướt cho trích. Tắt điện trong này đi. Sit down, Rafi. Rafi, sit down. Xin ngồi vào xe đẩy với anh nhé. Go sit with Rafi, yeah? Why not? Hãy xuống đi với ông nhé. You walk with Nana? Yeah. Papa? Would you like to walk with Papa? Zoe, where are you? Giant teddy bear. Oh. Yes. Wow. Come on. Mẹ bế ra nè. Yes. Papa. Ông bê xuống cho chiếc này. Wow. Zoe, stand next to Papa. Cuddle. Cuddle, hurry up. Thank you, Papa. You want that? Do you want that? Do you want that? That's massive, eh, Dad? Oh my God, that's massive. Bánh trung thu đây. Hai trứng này, sen hai trứng. Bao nhiêu năm rồi thực sự là mẹ xói trích cũng không ghiền bánh nướng bánh dẻo nữa. Hai anh em vào trong này toán loạn lắm, đành phải để cho ngồi xem điện thoại. Wow, that's nice, Dad. Có tiệc sinh nhật hay là tiệc gì lên đây mua một hai khay này về, khỏi phải chuẩn bị luôn. Không biết là hạn đến bao nhiêu, hạn đến 28 tháng 8. Lên đây không thể nào không mua các loại dâu được. Lạnh lạnh chứ nhở. Trong này lạnh lắm. Mua 3 hộp Rush Berries. Đây, này, cho em chiếc này. À, nhám nhám. Trong này cũng không có mạng đâu con ạ. Trong này mọi thứ sóng điện thoại yếu lắm. Chiếc không xem được. Để xem hạn là đến ngày nào. Mùng 2 tháng 4 năm 2020. Mùa luôn. Mình hay ăn với strawberry mà. Nào con cho con lùi chân. Sói sói, kéo chân xuống. Nào. Nào thế. Nó nặng con 2 cân liền. Rafi, pull your leg over. Good boy. Cái này sao lại mở ra thế này nhỉ? Mẹ em mua một hộp bánh này. I think it's just around the corner there. Để thứ năm tuần tới đi ra ngoài công viên picnic với các bạn thì mang theo. Yeah. Daddy push. Wow. Probiotic. Đồ uống nhóc cơn ấy. Cái này là của Việt Nam đấy. Made in Vietnam. $8.49 cho 20 cái lọ nhỏ.
Trong khi đó của Hàn Quốc là 5 đô cho 25 lọ cơ. Đây rồi, hạt hướng dương đã rang và bóc sẵn. Yeah! Rồi look, cả hạt bí luôn. Trích tha hồ ăn mà không phải đợi mẹ bóc. Ha ha ha. Cứ tưởng hôm nay không mua gì nhiều mà cuối cùng là cũng đầy một cái giỏ hàng luôn. 500 đô của mẹ em đấy. Bây giờ cả nhà ngồi ăn rồi đi về. Súp gà ngô, rồi có muốn thử cái này không? Súp gà ngô không? Cho con ăn pizza đi. Ông với bà ăn hot dog. Rafi, Rafi pizza. Do you like some pizza? Raphael? Anh này đi ra ngoài là ăn uống. Ăn uống khó khăn lắm. Dâu tây đang vào mùa cực kỳ to, cực kỳ ngọt. Đây. Nhưng mà chỉ có dâu ở trên Costco mới to như thế này thôi. To kinh khủng to này. Em chỉ ăn một quả là ngán. Ăn một quả xong là thôi, không muốn ăn nữa. Chứ còn cái hộp bình thường ấy, mua ở siêu thị thì em cũng phải ăn hết nửa hộp đấy. To dã man luôn. Ui dồi ôi, ba con cuốn lên nhau vì cái hộp Pringles. Gật gật cái gì ở rồi. Cuốn lên nhau vì có đồ ăn. Mẹ em bây giờ lại tiếp tục dọn cái đống lá cây ở ngoài vườn này. Sói Trích đang ngồi với ba đang ngoan. Mở khóa bằng tay trái khó mở quá. Khó mở quá, đây rồi. Yay. Đấy. Từ một đám cây chất ngất, mẹ em dọn đã xẹp xuống được thế này rồi. Chắc là 2-3 tuần nữa, 2 tuần nữa thôi, sạch sẽ hết cái góc này. Này. Đi lấy găng tay, đi lấy kéo cắt cây. Kéo cắt cây nho nhỏ của mẹ em đâu, găng tay đây. Kéo cắt lá, cắt cây, cành cây nhỏ nhưng mình dùng để cắt cái lá ở ngoài đấy á. Cho vào thùng rác, cắt đôi ra, cái lá đấy nó dài mà. Lá nó dài như thế này này. Còn dài hơn như thế này ấy. Cây này là cây bé. Cái cây mình cắt là cây đằng sau nhà. Rất là to. Hai anh em tắm xong ra là có đồ ăn tối. Ăn đi con. Ăn còn đi ngủ sớm, mai đi học. Hey Rafi, you go back to school tomorrow? Yeah. And you're gonna make a plan with your friend? Yeah. Yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Ba em về nhà là lăn quay ra ngủ luôn. Yeah. À thế à? Đưa anh Sói đến lớp xong rồi đi shopping à? Yeah. Good girl. Look at mommy. You go shopping with mommy? Look at this. Hmm. So we can step on this. Mm-hmm. So we have to put this logo on. Em gội đầu xong. Mẹ em không sấy tóc. Vì em tắm sớm để cho nó khô tự nhiên. Ăn đi con. Rafi. Come on. Put the camera here. And when I'm finished, so I'm going. Một lát nữa mẹ em sẽ làm một bát mì siêu trứng, siêu rau. Siêu cay. To the next to the computer because somebody wants to watch more videos. Who? Like somebody wants to love it. Okay, so you want to make a
YouTube channel? Yep. Of you playing game? Yep. Okay. Sau đó mẹ phải để cái máy quay ở ở máy tính khi mà con chơi điện tử với ba. Oh, you saw somebody doing it. Ah, Zoe, ah, ah, Zoe, Zoe, mommy get tissue. 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 No, 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 pink. No, 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 pink. No. Hmm. So what's your channel name? Roblox. Roblox. Okay. Click on Roblox. Let's see more video. How about someone got that name before you? How about if someone just has got that name before you? You need to change to another name. What is it gonna be? What's it gonna be? Everyone have a video about Roblox. I know. So I'm going to like Roblox. Everyone have a video like Roblox. Okay. Like the same. Sói bảo là ai cũng làm video chơi Roblox mẹ. Zoe, use a tissue. Nếu mà dây ra đâu thì con lấy giấy con lau nhá. Okay. Nhặt vào bát. Good girl. Lau bàn. Ăn xong em chơi rồi em đi đâu nhỉ? Finish your dinner. Resting. And go. Xong đi đâu hả con? Phải. Cô na này. Phải. Hey Jojo. Đang cố lấy miếng ham. Đang chọn lấy miếng ham mà vẫn dính miếng pasta vào con. Năm năm, hai anh em nói bye bye nào. Zoe, Rafi say bye bye. Seven. Bye-bye, mommy finished vlog today here. Come on. Zoe. Mẹ mệt quá, làm vườn xong rất là mệt. Rafi, Zoe. Hey, Zoe. Say bye-bye. Your hand. Good girl. Rafi, put your hand. Bye. Good boy. Love you. Now there's 10 spoons. Hôm nay mẹ em can tội mải chơi. Đi siêu thị ngắm nghía mua sắm rõ là lâu. Về đến nhà thì làm vườn. Nên là bây giờ có một giỏ quần áo. Phải ngồi gấp kia. Mẹ em dựng vlog ngày hôm nay ở đây. Đi gấp quần áo, đi tẩy trang, đi ngồi dựng vlog. Và nhà sói Trích Lệ hẹn gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhá. Tuần tới thứ tư, sau khi đi học về thì em sói sẽ ở nhà. Mẹ em chuẩn bị một ít đồ ăn. Đến tầm 5 giờ chiều, sói với ba em và ông nội sẽ quay trở lại trường em ấy để có một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ nhân ngày của bố được tổ chức ở trường em, để em có những cái hoạt động với ba, cắt dán, làm các thứ như là lần trước mình đi ngày của mẹ cũng đến trường làm các cái hoạt động đấy với các em ý. Nhưng mà tiệc ngày của bố thì là được tổ chức sau giờ học, từ 5 giờ chiều đến 6 rưỡi. 6 rưỡi tối mẹ em sẽ phải chuẩn bị đồ ăn tối để ba ông con mang đi đến trường chia sẻ ăn uống với mọi người.